Chàng trai chưa kịp cảm ơn tài xế nhường đường đã bị bạn gái kéo đi. Người phụ nữ ngồi sụp xuống đất sau pha lao vào tiệm làm tóc. Chàng trai nén đau khước từ sự giúp đỡ của cô gái sau va chạm. Trộm nón bảo hiểm ở bãi giữ xe tòa nhà. Sau khi được xe ô tô dừng lại và nhường đường để mình và bạn gái sang đường, nam thanh niên đã cố níu lại và có động tác cảm ơn tài xế từ phía xa. Tuy nhiên, khi chưa kịp cảm ơn thì người bạn gái đi cùng đã nhanh chóng kéo nam thanh niên di chuyển sang đường. Hành động cảm ơn của nam thanh niên tuy không được trọn vẹn nhưng cũng khiến cho người tài xế cảm thấy ấm lòng. Đoạn clip ghi lại tình huống nguy hiểm khi người phụ nữ chạy vào tiệm làm tóc. Đang vội vã, người phụ nữ lớn tuổi không chú ý quan sát và va mạnh vào cánh cửa kính. Sự cố khiến cánh cửa đổ ập xuống đất và vỡ tan tành. Vụ việc đang khiến dân mạng xôn xao bàn tán chỉ vì vài giây bất cẩn, người phụ nữ ngay lập tức phải trả giá. Chắc cô ấy cũng có tuổi rồi nên mắt kém lại đang vội nữa, mong là cô bình an vô sự. Tết sắp đến rồi, làm gì cũng nên cẩn trọng, tài khoản Tùng Anh bình luận. Đoạn camera ghi lại cảnh một cô gái đang điều khiển xe máy sang đường. Lúc này từ xa một nam thanh niên chạy đến do không quan sát phía sau. Nên cô gái này không biết có người chạy đến nên cứ chạy thẳng qua đường, khiến nam thanh niên phanh gấp và ngã ra đường. Sau đó cô gái đã vội dừng xe và quay lại giúp thanh niên thì người này tỏ ra bình ổn và giơ tay lên khước từ sự giúp đỡ của cô gái. Cuối cùng nam thanh niên cũng tự ngồi dậy và dựng xe lên. Rất may không ai bị thương trong vụ tai nạn. Không biết làm gì hơn, cô gái đành cúi đầu và xin lỗi chàng trai. Đây cũng là bài học nên quan sát xung quanh khi muốn di chuyển sang đường cho mọi người. Theo đoạn camera an ninh tại bãi xe tòa nhà The Vista, quận 2, TP.HCM ghi hình lại, lúc này một nam thanh niên áo đỏ mang giày thể thao ăn mặc cực kỳ bảnh bao, vừa đi bộ lại chuẩn bị lấy xe, nhưng bất ngờ cúi người, lấy chiếc nón bảo hiểm màu cam, rồi bình thản rời đi như chưa có chuyện gì xảy ra. Lúc này một nhân viên bảo vệ phát hiện hành động bất thường của thanh niên nên đã đi lại xem, nhưng đối tượng đã rời đi. Theo nạn nhân cho biết, chiếc nón bị mất vừa mới mua trị giá 1 triệu đồng. Điều này có thể thấy các đối tượng trộm cắp tài sản rất tinh ý và khoác cho mình một lớp vỏ bọc hoàn hảo để ra tay mà không một ai phát hiện hắn là kẻ trộm.